Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình y bằng 2 chữ x. Và đường tiếp theo là đường căn bậc 2 của 2x chữ x bình phương. Còn số 1 và số 2 chính là ở vị trí giao điểm này và vị trí giao điểm này. Cái miền của chúng ta xác định đó chính là khu vực này. Như vậy, đường Y thì nó sẽ là đường này. Từ đây, nằm giữa hai cái đường này. Còn đường X là nó nằm giữa số 1 và số 2. Bây giờ chúng ta đổi dx dy thành cục như thế này. Đó chính là dx dy. Tại vì chúng ta đổi dx dy thì chúng ta phải đổi cái cận luôn. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ, ở đây chúng ta có y bằng 2 chữ x. Như vậy chúng ta đổi vị trí cho x và y thì chúng ta sẽ có x bằng 2 chữ y. Tiếp tục, y bằng căn bậc 2 của 2x trừ cho x bình phương. Bây giờ chúng ta bình phương nó lên để bỏ cái căn bậc 2. Tiếp tục, chúng ta thêm trừ 1 ở đây. Tại vì sao? Mình tạo hằng đẳng thức đáng nhớ. Chúng ta lấy trừ 1 ra. Thì ở đây chúng ta có 1 trừ 2x cộng x bình phương. Như vậy để dấu trừ sang bên đây. Còn cục này là hằng đẳng thức đáng nhớ. Mình thêm trừ 1 bên đây luôn nha. Bây giờ chúng ta đặt căn bậc 2 cho hai bên. Thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 1 trừ y bình phương. Và x trừ 1 bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ y bình phương. Chúng ta đẩy trừ 1 sang bên đây. Thì chúng ta thấy rõ cái đoạn này nè chính là của cái đoạn này, cho nên mình chỉ chọn một cái thôi. Như vậy đường màu xanh dương thì chúng ta có 2 chữ y. Đường thứ hai thì chúng ta có cục này. Còn dy chúng ta có đoạn từ 0 đến 1. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.